Ba Lan nằm trên lãnh thổ Đông Âu, biên giới phía đông của nước này, đồng thời biên giới ngoài của Liên minh châu Âu, tiếp giáp với Ukraine và Belarus. 38 triệu cư dân Ba Lan sống trên diện tích 312.700 km2, dân số giảm dần hàng năm. Về hành chính, Ba Lan có 16 tỉnh với những đặc điểm khá khác biệt nhau và dưới đó là 379 huyện. Năm 2006, trong số chỗ việc làm thông báo còn trống có đến gần một nửa, cần thợ phụ việc và công nhân trong các ngành sản xuất thủ công và các nghề tương tự. Ba Lan đang xem xét nghiêm túc việc nhận lao động châu Á để có thể khởi công các công trình. Nằm giữa hai siêu cường Nga và Đức, Ba Lan luôn hứng chịu những bất hạnh nghiệt ngã do các thế lực chính trị của hai quốc gia này chèn ép. Cách đây hơn 200 năm, Ba Lan bị đế quốc Nga xâm lăng và bị xóa tên trên bản đồ thế giới vào năm 1795. Phải hơn một thế kỷ sau, Ba Lan mới được tái sinh. Mặc dù biên giới Ba Lan đã được phân chia trở lại theo hòa ước Versailles, nhưng mãi đến năm 1921, chính quyền Cộng sản Nga mới chính thức công nhận biên giới hiện nay của Ba Lan. Sau thời gian được độc lập ngắn ngủi, Ba Lan lại rơi vào cảnh bị chiếm đóng của phát xít Đức. Ngày 21 tháng 4 năm 1945, một nhóm đảng viên Cộng sản Ba Lan do Đảng Cộng sản Nga huấn luyện và đỡ đầu từ thập niên 30 đã họp ở thành phố Sejm để thành lập chính phủ kháng chiến, bất chấp sự hiện hữu của chính phủ lưu vong Ba Lan lúc đó đang tị nạn Đức Quốc xã tại Anh. Vì thiếu lực lượng và lại lo sợ phe Cộng sản nắm hết quyền bính, nên các phe phái khác, kể cả chính phủ lưu vong ở London, đành miễn cưỡng tham gia chính phủ liên hiệp với Đảng Cộng sản Ba Lan. Sau đó, bằng những thủ đoạn khủng bố và trấn áp, phe Cộng sản đã tiêu diệt gần hết tiềm lực của các tổ chức khác trong chính quyền liên hiệp này. Năm 1946, Cộng sản Ba Lan đã dàn dựng ra cuộc trưng cầu dân ý để vừa chính thức hóa vai trò lãnh đạo của mình, vừa quốc hữu hóa các xí nghiệp kỹ nghệ và cơ quan truyền thông. Trong hai năm 1947 và 1948, chính quyền Cộng sản đã đưa ra một số pháp lệnh để giải tán các đảng phái khác và ép buộc các nhân vật trong Đảng Xã hội Ba Lan phải gia nhập Đảng Cộng sản, lúc đó đã đổi tên thành Đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan. Từ năm 1970, do những thất bại trong chính sách công nghiệp hóa, tình hình kinh tế của Ba Lan liên tục bị khủng hoảng, ngân sách thâm thủng trầm trọng. Chính quyền Władysław Gomułka quyết định tăng giá thực phẩm lên đến gần 60%, khiến cho giới công nhân bất mãn, thực hiện các cuộc đình công để chống đối. Những cuộc đình công này nhanh chóng lan rộng trên toàn quốc, tạo áp lực mạnh mẽ lên Đảng Công nhân Thống nhất, khiến cho chính quyền Władysław Gomułka sụp đổ, chính quyền Edward Gierek lên thay thế. Năm 1976, chính quyền Edward Gierek phải quyết định tăng giá sinh hoạt một lần nữa. Lần này, chính quyền đã ngăn chặn trước tại những nơi có khả năng tổ chức đình công. Nên mặc dù công nhân rất bất mãn, nhưng không có cuộc đình công nào xảy ra. Mặc dù đã tăng giá sinh hoạt, nhưng chính quyền Edward Gierek vẫn không giải quyết được tình trạng thâm thủng ngân sách. Nên đến ngày 1 tháng 7 năm 1980, lại phải tiếp tục tăng giá thịt và những sản phẩm chế biến bằng thịt. Việc này đã làm cho công nhân và dân chúng không còn chịu đựng được nữa. Cuộc đình công phản đối của công nhân tại thành phố Sejm vào ngày 2 tháng 7 năm 1980 đã mở đầu cho một loạt những biến cố đưa đến sự tan rã chế độ Cộng sản Ba Lan vào thập niên sau đó, với hội nghị bàn tròn với công đoàn đoàn kết. Từ khi quay trở lại chế độ dân chủ,
Ba Lan đã kiên định đeo đuổi theo chính sách tự do hóa kinh tế và hiện đã trở thành một trong những ví dụ thành công nhất trong việc chuyển tiếp từ một nền kinh tế nửa tư bản, nửa nhà nước sang một nền kinh tế thị trường chủ yếu sở hữu tư nhân. Sau 20 năm thay đổi thể chế với nền dân chủ đa đảng, kinh tế Ba Lan được xem là nền kinh tế mạnh nhất trong số các quốc gia ở Đông Âu sau Nga, với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hàng năm là trên 6%. Ba Lan luôn theo đuổi chính sách kinh tế tự do suốt từ những năm 1990. Sự tự nhân hóa các công ty vừa và nhỏ thuộc sở hữu nhà nước trước đây và luật về việc thiết lập các công ty mới một cách tự do đã khuyến khích sự phát triển lĩnh vực kinh tế tư nhân là động lực chính đối với sự tăng trưởng kinh tế của Ba Lan. Lĩnh vực nông nghiệp vẫn có nhiều vấn đề về cấu trúc, thặng dư lao động, các trang trại nhỏ không hiệu quả và thiếu sự đầu tư. Việc sắp xếp lại và tư nhân hóa các lĩnh vực nhạy cảm vẫn chậm. Tuy nhiên, gần đây, sự đầu tư nước ngoài ở trong các lĩnh vực về năng lượng và thép đã bắt đầu tạo sức ép bắt buộc với việc này. Sự cải cách gần đây về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, lương hưu và quản lý hành chính đã dẫn đến sức ép phải tăng thêm ngân khố. Việc hoàn thiện chính sách thắt chặt tài chính tiền tệ và làm giảm thâm hụt tài chính với trọng tâm vào lạm phát là các ưu tiên hàng đầu đối với chính phủ Ba Lan. Sự tiến bộ xa hơn nữa về tài chính công cộng phụ thuộc chủ yếu vào việc tư nhân hóa các lĩnh vực vẫn thuộc sở hữu nhà nước. Tư nhân hóa các lĩnh vực này làm giảm gánh nặng trả lương của nhà nước. Các sản phẩm của Ba Lan gồm quần áo, vật dụng điện tử, ô tô, xe buýt, máy bay trực thăng, phương tiện vận tải, đầu máy xe lửa, máy bay, tàu thủy, cơ khí quân sự, dược phẩm, thực phẩm, các sản phẩm hóa chất, công nghệ microchip silicon, v.v. Tuy nhiên, những thách thức vẫn tồn tại, đặc biệt là sự phụ thuộc vào đầu tư. Những cải cách cơ cấu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hệ thống trợ cấp và hành chính nhà nước đã tạo ra những áp lực thuế lớn hơn dự kiến. Warsaw dẫn đầu Trung Âu trong đầu tư nước ngoài. Tại Ba Lan, thời gian làm việc không vượt quá 8 giờ một ngày, 40 giờ một tuần và 5 ngày một tuần. Sau một tháng làm việc, người lao động đã có quyền nghỉ phép. Nếu thâm niên làm việc ít hơn 10 năm, thì số ngày được nghỉ hàng năm là 20 ngày. Thâm niên làm việc tối thiểu từ 10 năm trở lên, số ngày nghỉ là 26 ngày. Chủ doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí kỳ nghỉ phép cho người lao động ngay trong năm làm việc của họ. Đến Ba Lan mới thấy được tàn dư của chế độ cộng sản vẫn còn tồn tại ở quốc gia này cho dù đã trải qua 20 năm thay đổi chế độ. Những hệ lụy của xã hội cộng sản trước đây vẫn hiện hữu trong mỗi ngành nghề và nhất là những dịch vụ công cộng dường như ở những quốc gia độc tài cộng sản Ba Lan hay Việt Nam đều giống nhau. Những hình ảnh này rất thân quen đối với người dân Việt Nam, cũng là hình ảnh thường thấy tại Ba Lan hay bất cứ một nước cộng sản nào. Từ thủ đô Warsaw của Ba Lan, nhóm làm phim chúng tôi còn phải đến một nơi rất quan trọng, đó là thành phố Gdansk, một thành phố cổ kính, cách Warsaw 6 tiếng bằng xe lửa, là cái nôi của công đoàn đoàn kết và những phong trào đình công ở thập niên 80, dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ cộng sản Ba Lan. Nhóm chúng tôi chỉ còn 20 tiếng đồng hồ trước khi rời Ba Lan. Vì đi gấp, vé máy bay không có, cũng may còn xe lửa. Chúng tôi quyết định mua vé chuyến tàu lúc 11 giờ đêm để đến Gdansk lúc sáng sớm. Vì nhân viên bán vé không biết nói tiếng Anh, nên chúng tôi không biết rằng đã hết vé có chỗ ngồi, chỉ còn vé đứng tại hành lang và gần nhà vệ sinh. Bước lên chuyến tàu, nhóm làm phim chúng tôi mới ngỡ ngàng.
ngay chỗ đứng gần phòng vệ sinh cũng phải chen chúc, xô đẩy. Cảnh tượng này làm chúng tôi nhớ lại những chuyến xe lửa tại Việt Nam. Cũng chen chúc, cũng có vé đứng, vé ngồi, cũng nhảy tàu, cũng móc túi, cướp giật. Mà trước khi lên tàu, một số người Ba Lan cảnh báo là có nhiều kẻ gian móc túi tại đây. Nhóm chúng tôi ai nấy đều mệt lả, khuôn mặt phờ phạc và phải ngủ gà ngủ gật, chen chúc trong một không gian chật chội và thiếu vệ sinh. Có nhiều khi phải hốt hoảng tỉnh giấc khi có ai đó giẫm đạp lên tay chân đầu điếng vì họ có nhu cầu đi vệ sinh. Rút kinh nghiệm trong chuyến tàu lửa này, chuyến về lại thủ đô Warsaw nên có chỗ ngồi được tươm tất hơn. Đến Ba Lan, nhất là cái đoạn đường mà từ Warsaw đến Gdansk thì Huy nhận thấy rằng là có một nét gì đó rất giống Việt Nam, với thưa quý vị. Mặc dù cái thể chế độc tài đảng trị của Ba Lan đó đã thay đổi cũng gần tới 20 năm rồi, nhưng mà cái hình ảnh và vẫn còn cái góc khác. Chẳng hạn quý vị thấy rằng là đi tàu đó thì hết chỗ ngồi rồi, nhưng mà người ta vẫn bán cái chỗ ngồi lẻ, hoặc là có thể các hành khách la lết ở tất cả các vị trí nào có thể đặt chân hoặc ngồi xuống được, cạnh toilet hay là bất cứ chỗ nào, và người ta có thể bán vé với giá rẻ hơn. Thì thật ra đây là cái hình ảnh mà quý vị sẽ thường thấy ở Việt Nam. Ở trong những mùa cao điểm thì người dân cũng phải mua những cái vé đó để giảm tiền. Thì cái hình ảnh đó, hoặc là quý vị thấy rằng là những hình ảnh về miền quê chẳng hạn, và những đường ray xe lửa, cái cách đó nó vẫn còn cái gì đó của cái cộng sản, và nó chưa thể nào mà thay đổi hoàn toàn được. Thế mới thấy được rằng là cái ảnh hưởng hay là một cái sự mà gọi là thấm nhuần, hay là gọi là nó ăn sâu vào cái con người hay là quan cảnh nữa của cái thể chế cộng sản, nó rất là sâu đậm mà phải cần thời gian để có thể mà thay đổi hoàn toàn được. Tuy thế, Ba Lan đã chắp cánh bay lên bầu trời văn minh tiến bộ của thế giới dân chủ và phát triển về kinh tế sau cuộc lật đổ chế độ cộng sản toàn trị. Nói đến Ba Lan, nói đến sự nghiệp cách mạng dân chủ tại Ba Lan, không thể không nói đến thủ đô Warsaw, trái tim của đất nước Ba Lan anh hùng trong công cuộc phá tan bạo quyền cộng sản, đưa đất nước Ba Lan ngẩng cao đầu với niềm kiêu hãnh dân tộc. Giờ đây, Warsaw đã trở thành một thành phố với nhiều nét đặc trưng, thu hút du khách khắp nơi, với nhiều phong cảnh thiên nhiên rất đẹp và nên thơ. Thành phố này hội tụ những nét đẹp đặc trưng của châu Âu. Những du khách thường lưu lại dài ngày khám phá những điều mới lạ ở nơi đây. Một ngày mới ở Warsaw chào đón 3 triệu du khách thập phương, cùng với 1.69 triệu người dân bản xứ. Warsaw là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của Ba Lan. Thành phố này nằm ở vị trí trung tâm của châu Âu và là trọng điểm thông tin liên lạc và giao thông của châu lục này. Warsaw là nơi thuận tiện để tổ chức những cuộc họp lớn, những buổi hội thảo và những cuộc trao đổi liên quan đến những vấn đề quan trọng. Thành phố đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cao cấp của châu Âu. Hiện nay, ngày càng có nhiều doanh nhân đến Warsaw làm việc và giao dịch kinh doanh. Họ ở trong những khách sạn xa hoa nằm gần trung tâm của thành phố. Giá ở những khách sạn này không chỉ hấp dẫn với những doanh nhân giàu có, mà còn phù hợp với túi tiền của những khách du lịch thông thường. Thành phố Warsaw dành một khoảng không gian rộng sắp xỉ 3 triệu mét vuông cho các văn phòng hiện đại với giá thuê phải chăng. Về sức hút đầu tư thì nơi đây là một trong những thành phố hàng đầu thế giới với tỷ lệ rủi ro thấp. Warsaw xứng đáng sánh ngang cùng các thành phố như London và Paris. Sau thời kỳ hậu chiến,
Thành phố cổ này thực hiện khẩn trương công việc tái thiết diễn ra với diện rộng chưa từng có ở châu Âu, đã được UNESCO đánh giá cao. Vào năm 1980, thành phố này được xếp vào danh sách các di sản văn hóa và thiên nhiên của thế giới. Những tòa nhà cổ kính nhất của Warszawa nằm dọc đại lộ lịch sử Royal, bao gồm rất nhiều các công trình như những ngôi nhà dáng vẻ thân thiện, những cung điện nguy nga, những nhà thờ và bảo tàng mang đậm màu sắc lịch sử, cùng những bức tượng nghệ thuật phong phú và những trường học quy mô lớn. Nội thất mang phong cách riêng biệt của tòa lâu đài Royal, bắt nguồn từ thời đại của vị vua cuối cùng ở Ba Lan là Stanislaw Poniatowski. Đây là nơi trang nghiêm nhất ở Warszawa, nơi thường xuyên tổ chức những buổi lễ long trọng của đất nước. Wilanów, một cung điện có vườn thượng uyển, là nơi nghỉ ngơi ưa thích của vua Jan Sobieski đệ tam. Cung điện này được xây dựng từ thế kỷ 17, bao quanh bởi một khu vườn xinh đẹp, nơi diễn ra những buổi họp quan trọng bậc nhất và những buổi hòa nhạc đặc sắc. Vâng, kính thưa quý vị, Hưng Yên đang đứng ngay tại trung tâm của thủ đô Warszawa. Đây là cái khu nhà cổ của thủ đô. Thì đằng sau Hưng Yên đó, quý vị thấy đó là cung điện của nhà vua khi mà thời mà Ba Lan còn ở dưới chế độ phong kiến. Thì đây là một cái công trình mà phải nói là xây dựng theo kiến trúc cổ. Và đằng trước của cung điện đó, quý vị thấy đó là những tòa nhà, những căn nhà cho những cái vị quý tộc của Ba Lan mà chúng ta thường gọi là những quan lớn trong cái triều đại của vua đấy. Và đằng trước đó đều là những cái tòa nhà cổ. Và đặc biệt bên cạnh cái cung điện của nhà vua đó thì đó là nhà thờ lớn Thánh Anna. Thì quý vị thấy đây, đây là cái nơi mà chính quyền Cộng sản Ba Lan ban hành chế độ gọi là thiết quân luật đó, là không cho tụ họp, không cho biểu tình. Thì đây, cái nhà thờ này chính là cái địa điểm duy nhất mà sinh viên trí thức, tầng lớp trí thức tụ họp lại đây để mà làm cái cuộc meeting cũng như là biểu tình chống lại chính quyền Cộng sản Ba Lan. Thì kính thưa quý vị, đằng trước cái nhà thờ lớn đây, đó là cái bức hình của Đức Giáo hoàng Paulo đệ nhị, người đã có một sự ủng hộ rất đặc biệt đối với phong trào công đoàn đoàn kết, cũng là một cái điều mà dẫn đến cho công đoàn đoàn kết có một cái sức mạnh để đưa Ba Lan đến dân chủ. Và ở đây thì tất cả mọi người Hưng Yên thấy tụ tập ở đây rất nhiều khách du lịch và cả những người Ba Lan đến đây để mà tận hưởng những giây phút mà thoải mái, thanh bình. Thì không khí cái thành phố thật là cổ kính và tạo nên một nét rất là phóng khoáng trong cái thiết kế cũng như trong cái cấu trúc của những công trình tại đây. Vâng, kính thưa quý vị, đứng ngay tại trung tâm phố cổ của thủ đô Warszawa thì Hưng Yên nghĩ đến cái câu nói là Hà Nội có 36 phố phường. Thì có lẽ là cái cấu trúc, cái kiến trúc của Hà Nội nó khác hẳn với kiến trúc của Đông Âu. Ở Đông Âu thì kiến trúc một cách phóng khoáng hơn, nó thể hiện cái tư duy phóng khoáng hơn chăng. Tuy nhiên thì nhìn lại thì nó lớn hơn nhiều và nó có mang rất đặc sắc hơn. Nhưng Hưng Yên thấy có một cái điểm mà rất là trùng hợp với cố đô Huế. Đó là trong cái trước khi mà vào thành nội ở cố đô Huế, chúng ta có một bức tường thành. Và bức thành đó đằng trước là cái dòng sông để mà ngăn cản quân thù. Tuy nhiên bây giờ đó thì tại thủ đô Warszawa thì cái khu phố cổ mà cung điện trước đây cũng có một bức tường thành đó và cũng có một dòng sông đằng trước. Tuy nhiên ở bây giờ thì dòng sông đó không còn nữa mà chỉ là một dấu tích thôi, chỉ còn lại dấu bức tường thành thôi. Các triều đại vua hình như cũng có đều có một ý tưởng nào đó, như quý vị qua bên Anh cũng thế, cũng đều có một bức tường thành, hay là ở Hà Nội cũng có thành cổ Hà Nội, hay là cũng có cái những bức tường thành đi vào lịch sử, thì ở Huế còn rõ hơn. Ngày nay, tất cả các trung tâm mua sắm có thương hiệu lớn nhất châu Âu đều có mặt ở Warszawa. Cơ sở vật chất của các trung tâm này rất hiện đại. Đồng thời, đây cũng là những tụ điểm giải trí của người dân Warszawa khi họ có thời gian, rảnh rỗi. Xem phim, hoạt động yêu thích nhất của mọi người, đặc biệt là giới trẻ.
những người yêu điện ảnh đều có một nhận xét chung rằng không khí ở đây rất thoải mái, âm thanh sống động và hình ảnh rõ ràng, sắc nét. Warszawa xứng đáng là trung tâm mua sắm có tầm cỡ lớn ở Ba Lan. Rất nhiều nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới đều tập trung tại đây. Tài chính và ngân hàng là hai lĩnh vực phát triển nhanh nhất của nền kinh tế Warszawa ngày nay. Có tới 213 trụ sở chính của các ngân hàng đóng tại nơi đây. Warszawa là một trong 20 thành phố thu hút đầu tư lớn nhất của châu Âu. Lý do là vì có rất nhiều khoảng không ngay tại trung tâm thành phố, điều hiếm có ở châu Âu. Khoảng 150 khách sạn sang trọng hiện đại và tiện nghi có thể đáp ứng được nhu cầu của những vị khách khó tính nhất. Hầu hết các khách sạn ở Warszawa được xây dựng cách đây nhiều năm. Hơn thế nữa, thành phố này còn là nơi tập trung của nhiều chuỗi khách sạn nổi tiếng thế giới. Theo một bản báo cáo về thị trường nhà đất toàn cầu, Warszawa là một trong những thành phố hàng đầu châu Âu trong lĩnh vực đầu tư nhà đất. Nhiều công trình xây dựng có kiến trúc hiện đại khẳng định vị trí hàng đầu của thành phố cổ này. Warszawa có số lượng trường học lớn nhất châu Âu. Rất nhiều viện khoa học và cơ quan nghiên cứu đặt tại đây. Cứ 3 người dân Warszawa thì có một người tốt nghiệp trình độ đại học. Đại học Warszawa, Warsaw University, là trường tốt nhất và lớn nhất Ba Lan. Có 3.000 sinh viên trong nước và hàng nghìn du học sinh đang theo học tại đây. Những sinh viên này đã làm rạng rỡ thêm danh tiếng của thành phố. Đến đây, mỗi một con người Việt Nam đều phải xót xa mà tự hỏi rằng Việt Nam chừng nào mới có cách mạng dân chủ. Người dân tại Đông Âu đã dũng mãnh vùng lên dẹp tan thế lực độc tài đảng trị, khởi từ Ba Lan và trở thành phong trào lan sang Nam Tư, rồi tiếp khắc Hungary, Đông Đức, Bulgari đến Romania. Người dân Đông Âu trong bề ngoài ta tưởng họ sẽ mãi lặng căm gục đầu kia đã nhất tề tổng nổi dậy. Và họ hoàn thành điều kỳ diệu chưa từng thấy, giải trừ tận gốc cả một hệ thống bạo quyền. Không dùng súng gươm lửa đạn, họ chỉ đồng loạt xuống đường đòi hỏi quyền làm người. Chỉ thế thôi mà trong một thời gian ngắn đã thay đổi được cả một guồng máy cai trị. Ngày nay, dân Ba Lan nói riêng và Đông Âu nói chung, sống đời thăng hoa hơn trước bội phần, nhờ xã hội ngày một hoàn thiện bằng thể chế dân chủ tự do. Sau cuộc đại thắng vang dội đất trời của nhân dân Đông Âu, nhiều người Việt Nam đã có lúc tràn đầy hy vọng. Việt Nam rồi cũng đổi thay, nhưng đến nay, dân Đông Âu đang tưng bừng tổ chức kỷ niệm năm thứ 20 cuộc đại thắng của họ, thì tại Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn đó. Dải đất hình chữ S Việt Nam, một giống nòi hào kiệt, đang còn phải còng lưng để che chở linh hồn và sự sống của Đảng Cộng sản. 20 năm của thể chế mới tại Ba Lan là minh họa thật điển hình cho thành ngữ Việt Nam. Quan nhất thời, dân vạn đại. Ai đó nói rằng, đứa trẻ sẽ chẳng bao giờ biết bơi nếu không cho nó xuống nước. Thật chí lý với người Ba Lan khi họ quyết định lội vào dòng dân chủ.